đừng lo lắng quan tâm cho anh. Khi giờ ta chẳng còn nhau nữa, những yêu dấu theo gió bay xa đã thôi. Quá một vài trái tim để người ta đau khổ và thầm chịu đựng ở trong lòng riêng. Anh biết anh làm như thế thì quả báo rồi cũng sẽ tới. Nhờ tôi giúp khiến ông tơ và người cho anh gặp em ở trong dòng đời. Ngày qua ngày rồi tháng qua tháng, chuyện tình đó ta đẹp như cổ tích. Anh nghĩ anh cô được em là anh đã làm được một kỳ tích. Nhưng nhận cho thành kỳ tích khi anh cũng biết yêu người mình yêu. Hai trái tim chừng có hẹn và em buông bén lý do đủ để được em nói rằng là không hợp và em không tốt như anh nghĩ đâu. Nhưng sự lực ở đằng sau là em đã hết tất cả từ lâu. Và một lần ở trên xe máy anh đã thấy em bên người anh. Bảo anh nhanh hơn tay cho một như vậy. Hả? Thầm mong em suy nghĩ lại cho dù đó tình luôn là những mơ.